Để đẩy hàng tồn, hàng loạt cửa hàng bán đã xả bánh trung thu với giá 40-60.000 đồng một cái, mua một tặng 4, thu hút nhiều người mua hơn. Tuy nhiên không ít người vỡ lẽ khi mua phải bánh hết hạn sử dụng hay là hàng trôi nổi. Chiều 10 tháng 9, khi thấy bảng 40.000-60.000 đồng một cái, nhiều người dân đã tấp vào để mua bánh trung thu tại một cửa hàng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, với lượng lớn bánh trong tủ kính, người bán cho biết bánh đồng khánh giảm còn 40.000 đồng một bánh một trứng và 60.000 đồng với bánh hai trứng. Bánh yến xào giảm 100.000 đồng một hộp, tuy nhiên không ít khách hàng vỡ lẽ khi chọn phải bánh hết hạn sử dụng. Tương tự một cửa hàng đã trưng bảng mua một tặng 4 đã thu hút nhiều người. Khi mua một bánh hiệu đồng khánh với giá 240.000 đồng, khách được tặng thêm 3 bánh. Tuy nhiên theo quan sát, thông tin hạn sử dụng loại bánh này in khá mờ trên bao bì thậm chí hạn sử dụng của nhiều bánh đã bong chóc gần như không đọc được. Dịp Tết Trung thu năm nay, lượng bán tồn của các thương hiệu vẫn còn khá nhiều.